Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội đàm giữa đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng Cách mạng cầm quyền tại Tanzania. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Tanzania, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng CCM và Nhà nước Tanzania đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Tanzania, vui mừng chứng kiến những thành tựu mà Tanzania đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng CCM trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng một khu vực Đông Phi hòa bình, ổn định và phát triển. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước châu Phi anh em, trong đó có Tanzania, cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng, có thể bổ trợ cho nhau nhằm tối ưu hóa lợi ích và nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế. Ngài Abdulrahman Omar Kinana bày tỏ vui mừng lần đầu sang thăm đất nước Việt Nam anh hùng, tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giành thêm nhiều thắng lợi trong thời gian tới. Đảng CCM và Nhà nước Tanzania khâm phục và mong muốn học hỏi kinh nghiệm xây dựng Đảng, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam. Đánh giá cao những đóng góp của công ty Halotel, liên doanh viễn thông mà tập đoàn Viettel đầu tư ở Tanzania vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước bạn. Trong bầu không khí hữu nghị, hai bên cũng đã trao đổi tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhất trí thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương. Lãnh đạo hai đảng thống nhất đẩy mạnh trao đổi lý luận và thực tiễn lãnh đạo đất nước, tăng cường hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại đầu tư, khuyến khích hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu thế hệ trẻ, phụ nữ, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, các cơ chế đa phương, vì lợi ích của mỗi đảng, mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.